Quý vị đang theo dõi những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine có trong ngày 17 tháng 4 năm 2024 của The Saigon Post. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một chiến công đẹp mắt. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tung đòn chính xác, phá hủy Nebojil, hệ thống radar quan trọng trị giá 100 triệu Mỹ Kim của Nga. Ukraine đánh tới đâu, Nga tối đèn tới đó. Ở Bryansk của Nga, một trạm biến áp bốc cháy, các cơ sở quân sự bị mất điện. Đến với một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phá hủy được một nhà máy nhiệt điện ở Kyiv vì Ukraine đã hết hỏa tiễn để bảo vệ nhà máy này, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thêm viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ không có cơ hội chiến thắng. Trong một diễn biến liên quan theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga đang tận dụng chiến trường ở Ukraine khi viện trợ quân sự của Mỹ vẫn bị quốc hội giữ lại. Bên cạnh đó, cố vấn ngũ giác đài nói rằng Nga có thể chiếm được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Thật may, những kịch bản đen tối đó sẽ không xảy ra bởi sự chờ đợi tuyệt vọng của Ukraine có thể sớm kết thúc khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thề bỏ phiếu. Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người cũng không thể ở đó mãi, chỉ bằng dựa vào chính bản thân mình. Trước mối đe dọa từ Nga và trong bối cảnh viện trợ từ đồng minh bế tắc, Ukraina đã ban hành luật huy động quân sự. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi các bản tin trên kênh The Second Post. Ngay sau đây, Molifan sẽ được tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình chiến sự Nga-Ukraina 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa một hệ thống radar tầm xa của Nga bên ngoài biên giới nước này. Cuộc tấn công này là cuộc tấn công mới nhất được báo cáo của Ukraine nhằm vào các tài sản của Moscow, có chức năng theo dõi các vị trí và chuyển động của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar tầm xa Neboyu hiện đại hóa của Nga ở khu vực Priyansk, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Một số cơ quan báo chí Ukraine đưa tin trích dẫn các nguồn tin dấu tên trong SBU của Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, lực lượng Kyiv đã sử dụng 7 máy bay không người lái cảm tử Kamikaze để tấn công hệ thống radar. Nó không còn hoạt động. Một nguồn tin của SSU nói với The Kyiv Independent, SSU còn được gọi là SBU. Truyền thông trong nước đưa tin hệ thống này có giá ước tính khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Một số cơ quan truyền thông cũng đưa tin về việc mất một hệ thống radar Nebelu khác ở vùng Belgorod của Nga vào một ngày không xác định. Ukraine thường xuyên công bố những gì họ mô tả là các cuộc tấn công thành công vào các hệ thống radar của Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar Nebo vào tháng 9 năm 2023 và sau đó là tháng 11. Bằng cách loại bỏ các hệ thống radar của Điện Kremlin, Ukraine có thể dễ dàng che giấu tài sản và hoạt động di chuyển của mình trước quân đội Nga hơn. Phá hủy hệ thống Nebojiu có nghĩa là lực lượng Nga sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phát hiện các mục tiêu trên không của Ukraine gần biên giới. Các hãng tin Ukraine đưa tin. Một nguồn tin giấu tên nói với Kyiv Post, Việc tắt radar đối với người Nga sẽ hỗ trợ quân đội của chúng tôi tiến hành trinh sát phóng máy bay không người lái và tận dụng tốt hơn lực lượng không quân quân sự trong khu vực này. James Black, trợ lý giám đốc nhóm nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại chi nhánh RAND ở châu Âu cho rằng, có một số lượng đáng kể các báo cáo vào mùa thu năm 2023 nêu rõ các cuộc tấn công của Ukraine vào các hệ thống radar của Nga phá hủy hoặc ít nhất là làm hư hỏng các hệ thống này vào cuối tháng 11. Ivan Stupak, cựu nhân viên cơ quan an ninh Ukraine, hiện đang cố vấn cho Ủy ban Quốc hội về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Ukraine, nói với Newsweek vào thời điểm đó rằng việc tiêu diệt thành công các hệ thống radar của Nga là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Vào giữa tháng 2, cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cho biết họ đã phá hủy một trạm radar Kasta 2E2 của Nga gần biên giới Nga. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống này có thể phát hiện các mục tiêu của Ukraine ở khoảng cách lên tới 150 km. Hệ thống này có thể đã giám sát các khu vực Kharkiv và Sumy của Ukraine ở biên giới Nga, cũng như các khu vực Kursk và Voronezh của Nga. Trong một diễn biến liên quan tại Bryansk, giáp biên giới Ukraine đêm 16 tháng 4, đám cháy quy mô lớn đã bùng phát tại trạm biến áp điện lớn công suất 110 kW. Theo báo cáo của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, do tình trạng khẩn cấp, một máy biến áp đã bị cháy. Một số doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở quân sự không có điện, đặc biệt là đơn vị quân đội của quân đội đường sắt, cũng như nhà máy chế tạo máy quân sự số 111 và nhà máy quân sự trung ương số 192 chuyên sản xuất thiết bị đường sắt. Tình báo nói thêm rằng những cơ sở này được sử dụng để cung cấp nguồn lực cho việc xâm chiếm Ukraine, nhưng kẻ thù sẽ phải trả giá cho mọi tội ác chiến tranh. Zizua không trực tiếp chỉ ra ai đứng sau hành động trả đũa này, nhưng chiếu đoạn video về vụ cháy ở cự ly gần. Đến với một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy được một nhà máy nhiệt điện ở Kyiv vì Ukraine đã hết hỏa tiễn để bảo vệ nhà máy này, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thêm viện trợ của Mỹ để chống lại sự gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông Zelensky nói với PBS New Hour rằng, việc phá hủy nhà máy nhiệt điện Tribusca vào ngày 11 tháng 4 làm cắt giảm công suất phát điện của Centernego, một công ty năng lượng mà thủ đô phụ thuộc vào, là kết quả của việc đất nước này không có hỏa tiễn. Ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 4, 11 hỏa tiễn đang hướng về phía đó, 7 hỏa tiễn đầu tiên đã bị chúng tôi hạ gục. Ông nói thêm rằng, 4 hỏa tiễn còn lại đã phá hủy nhà máy. Tại sao? zelensky tiếp tục chúng tôi đã hết hỏa tiễn bình luận của ông theo sau động thái của chủ tịch hạ viện mike johnson nhằm đưa viện trợ ukraine ra trước quốc hội trong tuần này sau nhiều tháng bế tắc giữa sự phản đối của một số nhà lập pháp bảo thủ viện trợ cho ukraine là một trong bốn dự luật được đề xuất những người khác ủng hộ hỗ trợ cho đài loan các ưu tiên an ninh quốc gia của hoa kỳ và viện trợ cho israel sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của iran Đề cập đến cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel, Zelensky nói rằng sự giúp đỡ như vậy từ Mỹ và các đồng minh để bảo vệ Israel nên được mở rộng sang Ukraine. Hợp tác quốc tế để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran đã làm suy yếu lập luận của những người phản đối việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, rằng điều đó sẽ được coi là kỳ lôi kéo NATO vào cuộc chiến. Tổng thống Zelensky nói, Israel có phải là thành viên NATO hay không? Khi được hỏi điều gì có thể xảy ra nếu Quốc hội không cung cấp thêm viện trợ, ông Zelensky trả lời: Thành thật mà nói, tôi có thể nói với bạn rằng nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông nói thêm: Ngày nay tỷ lệ đạn pháo của chúng tôi là 1:10, chúng tôi có thể giữ vững vị trí của mình không? Không, trong mọi trường hợp với những thống kê này, họ sẽ đẩy lùi chúng tôi mỗi ngày. Điều gì sẽ xảy ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, họ có thể đưa ra quyết định Zelensky tiếp tục, và tôi hy vọng họ đang lắng nghe chúng tôi và sẽ đưa ra quyết định trong những ngày hoặc tuần gần nhất, nhưng không lâu hơn để đưa ra quyết định tích cực. Lời đề nghị của Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đã giành được những thắng lợi đáng kể dọc theo miền đông Ukraine và những lời kêu gọi khẩn cấp của Mỹ từ các nhóm nhân đạo. Jeff Melin, giám đốc chính sách và vận động tại dự án Hy vọng cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine đang gia tăng, chỉ trong tháng 3 đã khiến 604 thường dân thương vong, trong đó có 57 trẻ em. Melin cho biết từ đầu năm đến nay, khu vực phía đông Kharkov đã hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội và liên tục của Nga, với 15 thường dân thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong thành phố vào tháng 4 trong một diễn biến liên quan theo việc nghiên cứu chiến tranh isw nga đang tận dụng chiến trường ở ukraine khi viện trợ quân sự của mỹ vẫn bị quốc hội giữ lại ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí và đạn dược do mỹ và các đồng minh khác cung cấp trong khi chống lại lực lượng xâm lược của nga trong hơn 2 năm bất chấp một số thành công đáng kể của ukraine trong cuộc chiến nga đã giành được một loạt chiến thắng trong những tháng gần đây khiến Kyiv rơi vào thế khó một số đồng minh châu Âu của Ukraine trong năm nay đã tăng cường cung cấp viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, những thành công của nga lại trùng hợp với việc viện trợ quân sự của Mỹ bị đình trệ kể từ đầu năm. Trong khi sự ủng hộ viện trợ của lưỡng đảng là rất đáng kể, một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra sự phản đối gay gắt đối với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden gửi hơn 60 tỷ Mỹ kim đến Kyiv. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ hai, ISW. Tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, các quan chức quân đội Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu viện trợ sẽ tác động tiêu cực đến khả năng phòng thủ của Kyiv trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân và mùa hè. Theo ISW, các lực lượng Ukraine đã trở nên đặc biệt suy thoái ở miền đông đất nước do sự thiếu hụt ngày càng tăng về thiết bị và vật tư quân sự viện nghiên cứu lập luận rằng những bất hạnh của ukraine gắn liền trực tiếp với việc mỹ tiếp tục giữ lại viện trợ báo cáo của isw nêu rõ khả năng của các lực lượng ukraine trong việc đẩy lùi các hoạt động tấn công tăng cường gần đây của nga ở miền đông ukraine đã suy giảm do thiếu hụt trang thiết bị và có thể sẽ tiếp tục suy giảm trong tương lai gần nếu hỗ trợ an ninh của mỹ tiếp tục bị trì hoãn isw tiếp tục đánh giá rằng các lực lượng nga hiện đang sử dụng sự thiếu hụt vật chất của ukraine do thiếu sự hỗ trợ an ninh của mỹ để đạt được những tiến bộ chiến thuật cận biên isw nói thêm trước khi cảnh báo rằng các cuộc tấn công trong tương lai của nga sẽ dẫn đến những lợi ích đe dọa hơn nếu mỹ tiếp tục từ chối hỗ trợ cho ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã so sánh sự ủng hộ dành cho israel với sự ủng hộ dành cho ukraine trong bài phát biểu được truyền hình hàng đêm hôm thứ hai nói rằng mỹ anh pháp và jordan đã hành động cùng nhau và với hiệu quả tối đa để giúp israel phòng thủ trước cuộc tấn công của iran trước khi than thở rằng ukraine đã không được hỗ trợ sahib máy bay không người lái của iran trên bầu trời ukraine nghe có vẻ giống như với những chiếc ở trung đông ông zelensky nói tác động của hỏa tiễn đạn đạo nếu chúng không bị đánh chặn thì ở mọi nơi đều giống nhau ông nói thêm bầu trời châu âu lẽ ra đã có thể nhận được mức độ bảo vệ tương tự từ lâu nếu ukraine nhận được sự hỗ trợ đầy đủ tương tự từ các đối tác trong việc đánh chặn máy bay không người lái và hỏa tiễn khủng bố phải bị đánh bại hoàn toàn và ở khắp mọi nơi không phải là nhiều hơn ở một số nơi và ít hơn ở những nơi khác Bên cạnh đó, người phát ngôn của Rand Corporation, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ làm việc cho chính phủ Mỹ và ngũ giác tài nói rằng Nga có thể chiếm được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Theo ông, vị trí của Kharkov chỉ cách biên giới với Nga 26 km sẽ giúp Moscow dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ quân tiến công. Lực lượng này sẽ có thể tiến chậm nhờ ưu thế về pháo binh và sự sẵn lòng của giới lãnh đạo Nga trong việc phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Đồng thời, khả năng lực lượng Ukraine đẩy lùi các hoạt động tấn công của Nga đã giảm mạnh do thiếu trang thiết bị và sẽ tiếp tục suy giảm trong thời gian tới, trừ khi Mỹ hỗ trợ quân sự. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, các chuyên gia quân sự lưu ý, đặc biệt là lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã suy thoái ở khu vực phía đông đất nước, nơi có Kharkov. ISW ước tính rằng các lực lượng Nga hiện đang khai thác sự thiếu hụt trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine để đạt được những lợi ích chiến thuật nhỏ, nhưng theo thời gian, họ có thể đạt được những tiến bộ đáng kể và mang tính đe dọa hơn trên chiến trường. Ukraine đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, nhưng điều này sẽ khó khăn, thảm khốc nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận, Nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Medusa trước đó cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm nhận được điểm yếu của Ukraine và đang chuẩn bị thực hiện một nỗ lực khác nhằm chiếm Kyiv hoặc Kharkov. Theo họ, Điện Kremlin coi việc chiếm được Kharkov là mục tiêu thực tế, sau đó chiến tranh có thể dần kết thúc. Về mặt biểu tượng, đây cũng là một chiến thắng, chiếm giữ một thành phố hơn một triệu người, nơi có lượng lớn dân số nói tiếng Nga. Một trong những người đối thoại của Medusa giải thích, Nguồn tin của Veska cho biết, để tổ chức tấn công Kharkov, chính quyền Nga có thể huy động khoảng 300.000 người trong thời gian tới. Giữa những báo cáo về cuộc tấn công có thể xảy ra ở Kharkov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến vùng Kharkov. Ở đó, ông nói rằng khu vực này rất quan trọng đối với đất nước và người Nga phải thấy rằng chúng tôi sẵn sàng tự vệ. Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội Nga. Người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương Oleg Sinegubov làm rõ rằng một hệ thống chiến hào, hầm đào và các nơi trú ẩn khác đã được tạo ra gần biên giới. Họ cũng có kế hoạch lắp đặt răng rồng và đào mương chống tăng trong khu vực. Sự chờ đợi tuyệt vọng của Ukraine có thể sớm kết thúc khi Mike Johnson thề bỏ phiếu. Chủ tịch Mỹ Mike Johnson cho biết gói hỗ trợ vốn bị trì hoãn từ lâu của Mỹ dành cho Ukraine nhằm chống lại sự xâm lược của Nga sẽ được bỏ phiếu trong tuần này. Nhiều tháng quốc hội tranh cãi về việc viện trợ thêm cho Ukraine do sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa đã trùng hợp với những thắng lợi rõ ràng của Nga trên chiến trường khi lực lượng của Kyiv phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và thiết bị. Nhưng hôm thứ Hai, Johnson đã công bố các cuộc bỏ phiếu riêng biệt trong tuần này về việc tăng thêm viện trợ cho Ukraine cũng như cho Israel sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran. Điều này đã làm tăng thêm tính cấp thiết cho cam kết sát cánh cùng các đồng minh của Washington trong cuộc họp kín của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện ở tầng hầm Điện Capiro, Johnson đã đề xuất 4 dự luật, hai dự luật còn lại ủng hộ Đài Loan và ủng hộ các ưu tiên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Mỗi đề xuất có thể được bỏ phiếu riêng biệt, không giống như luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim của Thượng viện, kết hợp tất cả các yếu tố thành một gói duy nhất. Các nhà lập pháp có thể chọn phần nào của dự luật mà họ muốn ủng hộ hoặc phản đối, và các sửa đổi cũng sẽ được đưa ra đối với mỗi đề xuất. Thomas Giff, giám đốc sáng lập trung tâm chính trị Hoa Kỳ tại Đại học College London, nói việc Johnson tách các dự luật tài trợ quân sự có thể dễ dàng chấp nhận hơn đối với một số đảng viên Cộng hòa, nhưng đây vẫn là một canh bạc lớn. The Hill đưa tin vẫn còn nhiều câu hỏi, bao gồm luật này sẽ khác biệt như thế nào so với giới hạn chi tiêu của Thượng viện và liệu bốn dự luật sẽ được gửi riêng lên Thượng viện hay được kết hợp lại thành một gói duy nhất dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào người, người cũng không thể ở đó mãi, chi bằng dựa vào chính bản thân mình. Trước mối đe dọa từ Nga, trong bối cảnh viện trợ từ đồng minh bế tắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vừa ký luật huy động quân với những thay đổi mới về quy tắc huy động quân. Theo website của Quốc hội Ukraine, luật sẽ có hiệu lực một tháng sau khi chính thức được công bố. Nội dung luật huy động quân sự mới giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25, người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 trừ binh sĩ sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Trong khi đó, nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét khoản nhập ngũ. Luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Trước đó, hôm 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật nói trên với 283 nghị sĩ ủng hộ trong số 450 nghị sĩ. Luật huy động quân mới của Ukraine được cho là có thể giúp nước này gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người. Động thái mới này cũng sẽ cho phép chính phủ Ukraine có nhiều quyền lực hơn trong việc huy động xã hội tham gia vào chiến tranh, cũng như việc trừng phạt đối tượng trốn quân dịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký luật huy động mới diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa nước này với Nga kéo dài sang năm thứ ba. Ukraine được hiểu đang gặp nhiều khó khăn trước Nga, từ vũ khí cho tới số lượng binh sĩ. Cả Nga và Ukraine đều giữ kín con số thương vong trong cuộc xung đột đang diễn ra. Nhưng các quan chức Mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía. Hiện tại chưa có số liệu về quy mô quân đội Ukraine, nhưng con số này được ước tính vào khoảng 1 triệu quân. Về phía Nga, nước này đã mở rộng quy mô quân đội lên 1,5 triệu binh lính. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối bản tin. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Và quý vị hãy nhớ bấm vào nút like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.